Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA được kỳ vọng sẽ đem lại những cơ hội lớn cho ngành da giày Việt Nam phát triển. Nếu FTA Việt Nam-EU được thông qua trong năm nay, việc tiếp cận các thị trường khó tính này sẽ tốt hơn. Mức tăng trưởng xuất khẩu của giày da Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 15% và giá trị xuất khẩu có thể đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ cho hơn 500 doanh nghiệp ngành da giày tham gia xuất khẩu hiệu quả và đáp ứng hiệp định CPTPP, EVFTA, vấn đề nguồn nguyên liệu đầu vào vẫn là nỗi lo rất thường trực. Ngành da giày trong nước vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. Câu chuyện thiếu nguồn nguyên liệu da giày luôn là vấn đề muôn thuở. Mặc dù chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy ngành da giày phát triển, tuy nhiên không nhiều doanh nghiệp tận dụng được cơ hội từ nghị định này. Việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào không được cải thiện là bao. Nhiều chuyên gia cho rằng thời gian tới, Chính phủ, Bộ Công Thương cần tập trung xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ da giày đủ mạnh và chuyên nghiệp, bởi việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào đối với các quốc gia tham gia hai hiệp định trên khá chặt chẽ. Nếu Chính phủ, Bộ Công Thương không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày mang tính đột phá, thì cơ hội sẽ tuột khỏi tay các doanh nghiệp da giày trong nước.